Hai chào anh em nào, chị ở lớp mình là từ lúc S8. Rất vui quay trở lại bạn này trong video ngày hôm nay. Phải nói là rất vui, thật sự vui thật. Dù rằng nhà phát hành lần này mình cũng không hiểu lập lỗi gì mà tới tận bây giờ, tức là đã hết sự kiện của 2 tuần cũ rồi, hôm nay là đến tuần mới rồi mà họ vẫn chưa ra cái lịch event mới các bạn ạ. Mình tin rằng không chỉ riêng gì mình mà rất nhiều anh em, đặc biệt anh em trong ban quản trị group đấy, rất là hóng event để dịch cho các anh em, và bản thân chúng mình cũng hóng nữa mà nó không ra các bạn ạ, không ra. Mình cũng không hiểu luôn đấy. Một số người phỏng đoán là cái ban gọi là ban quản trị của trang web đấy, người ta đang có việc bận cho nên là chưa có nhân viên người ta đến, người ta gọi là thay thế, hỗ trợ làm bù, nên thành ra là cái trang web ấy nó không được update cái event. Còn tất nhiên thì event vẫn có, các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó là event nó vẫn có, đúng không, chứ không phải là chứ đâu phải là không có, đúng không? Event thì vẫn hiển thị hết sức là rõ ràng, với những các bạn có thể nhìn thấy Time Limited Chase chính là vòng đua võ sĩ mới, và không ai khác lần này chính là vòng đua Nameless. Cái này thì cũng nhiều người đoán được rồi, vì trong danh sách võ sĩ thì võ sĩ Nameless xuất hiện cũng rất là lâu rồi, chứ không còn phải là mới mẻ nữa, đúng không? Và tất nhiên thì ai xuất hiện ở đây thì sẽ có vòng đua của nó rồi, chứ còn gì nữa, đúng không? Đấy. Thứ hai là One M Bandit, chính là máy kéo, hay bên Việt Nam thì các anh em vẫn hay gọi là mèo ấy, đúng không, hay gọi là quái mèo ấy, bên này đổi hình cái máy kéo các bạn ạ, đấy, đúng không? Và bên trong này thì cũng có các sự kiện mặc dù không được dày đặc nhưng mà cũng gọi là có. Trong đó nổi trội nhất là sự kiện tiêu kim cương cho vòng đua Nameless lần này với thời hạn là khoảng 5 ngày. Các mốc của nó thì mình để ý quan trọng nhất đó là mốc 90.000 có phím cam, 15.000 có mảnh Nameless, 20.000 thì có hồn hiệu ồn sách, 25.000 thì có thêm một chút mảnh, 30.000 chỉ đá thần, và mốc 35.000 rất củ chuối các bạn, rất củ chuối, 50 mảnh, nó cho khỉ gió, nó cho luôn cả hồn vũ khí cho nhanh, đúng không? Nó cho 50 mảnh, nghĩa là ông nào mà lần sau lấy hồn vũ khí Nameless thì vẫn phải mua về cái giá 6.000 kim cương để được 50 mảnh mà. Đấy, đây có lửa cái nói bác cái trưởng, đúng không? Khỉ gió nào, chả ngon này các bạn, mình đánh giá chả ngon, đúng không? Chả ngon gì cả. Đấy, họ có đâu thì đấy là bản thân mình nhá. Đấy, chứ còn hồn vũ khí mà ngon ấy phải là đi trong sự kiện hồn hạp các bạn ạ. Đấy, nó là ngon nhất. Tiêu kim cương được free hồn vũ khí, hoặc là trong sự kiện Noel lô ủng gì đó, Tết nhất gì đó, cũng là hoàn toàn là hồn vũ khí free. Đấy, Tết mới là ngon, đúng không? Chứ như này chẳng ăn thuốc, đúng không? Tiêu kim cương cho một lửa, bắt mua một lửa với giá 6.000 mình nghĩ vẫn đắt các bạn ạ. Đấy, còn đâu thì tùy công mỗi người một nhận định thôi, đúng không? Còn rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào mình quay con mèo các bạn nhá. Đấy, hôm nay so với vòng đua mèo lần trước, vòng máy kéo ấy, hay là mèo gần nhất của lần trước thì nó cũng cách vào khoảng độ 4 tuần rồi, tức là 1 tháng rồi. Chu kỳ của nó như thế là đúng rồi, chứ không có gì bất ngờ cả. Có chăng là cái ông quản trị web ấy, quản trị cái trang web ấy, chứ không phải quản trị sự kiện đâu các bạn nhá. Ông làm sự kiện thì làm vẫn chuẩn. Ví dụ như hôm nay mà không có vòng đua võ sĩ mới, không có mèo, ấy thì mới gọi là cái ông làm sự kiện mới gọi là lỗi lớn, mà đấy là lỗi cực lớn đấy các bạn ạ. Vì sự kiện ông không làm thì người chơi chơi cái gì để chơi, lấy gì để chơi, đúng không? Chơi bằng niềm tin, đúng không? Thì đấy mới là lỗi lớn, chứ còn đâu đây cũng chỉ là một cái lỗi hiển thị thôi, đúng không? Lỗi hiển thị thôi. Mình hy vọng là họ sẽ khắc phục sớm được bằng cách là các anh em phải comment, gửi thư về nhà phải nhiều một tí, đúng không? Đấy, hòm thư của nó thì các bạn có thể xem bên dưới phần mô tả video của mình, bấm mấy cái link này, đúng không, kiểu gì cũng sẽ tìm được cái hòm thư của nó. Đấy, và mình sẽ post ở phần comment sau nhá, hòm thư của nó anh em gửi về thì nó mới khắc phục được, đúng không? Bọn này làm ăn bát nháo lắm các bạn ạ, đợt này làm ăn rất bát nháo, đúng không? Valentine đã chôn mình rồi, đúng chưa? Vòng quay này mai không ra sự kiện, nhưng mình tin là 1-2 hôm nữa là nó sẽ hiển thị full sự kiện của 2 hoặc 3 tuần tới thôi, còn bây giờ chưa có. Thôi không lèm bèm nhiều, giờ mình vào quay mèo này các bạn nhá, gần hết pin rồi, đúng không? Vào quay mèo nha, hay quay mèo kéo. Mình có khoảng 40.000 kim cương, và lượng kim cương này là tương đối đủ, thừa thì không dám nói là thừa, nhưng mà tương đối là đủ hoặc là thiếu, thường là đủ để quay mèo full mốc. Trong cả tháng này chả thích gì hơn là quay mèo, đúng không? Và mình sẽ quay luôn, 40.000 rất là dễ để đếm. À quên, chưa làm phép, đúng không? Chưa làm phép, chết bây giờ, đúng không? Quang tèo bây giờ 3 đúng không nhỉ?
Đúng rồi, à, lúc ấy mình quay có một lần. Nói chung về sự kiện lem lét lần này là khá ngon vì sự kiện lem lét lần này khá là ngon vì có sự tiêu viêm cương đi kèm. Nhưng mà ngon theo kiểu lửa vời ấy, vì tiêu viêm cương của nó lại là tiêu kim cương cho lừa cái hồn vũ khí. Khỉ gió cái bọn này. Nó như kiểu chôn chôn người chơi sằng tí rùi các bạn ạ. Đúng không? May mà mình chơi siêu nữ nên là cũng không thiệt hại về kinh tế nhiều. Chứ thật sự ông nào mà chơi sáng thế rùa đợt này à, hơi mệt luôn. Mình khẳng định các bạn hơi mệt luôn. Vì đây đúng không, chơi bời cho lừa vũ khí mua 6.000 vẫn đắt các bạn ạ. Ông nào bảo rẻ chứ tôi bảo 6.000 vẫn đắt. Đúng không? Toàn cho ăn free à? Toàn cho free kìa. Rồi, ok, mình sẽ vào luôn các bạn nha. Ông tờ lú vào, mình đã thấy tên rồi mẹ. Vào trang trại của tôi ăn cắp hết nhiều đấy. Tôi biết ông nào, tôi chả biết ông nào. Ông không có bằng chứng, đừng có mà tố cáo linh tinh nha. Ông kia còn không biết cách cái gì nha. Ông Space Sao còn không biết cách vào mà ăn trộm. Tôi biểu diễn cho ông lần nha, đây biểu diễn với ông Space Sao không biết cách ăn trộm nha, trước khi quay mèo cả các bạn ạ. Đúng không, biểu diễn cho công. Tên nào vừa ăn trộm mình bác cả trưởng. Tối đa 100 quả các bạn nha. Láo thật, dám vào ăn trộm của mình. Ăn trộm của mình xong lại còn ra tố mình. Vãi cả trường ăn trộm đều ấy. Láo thật các bạn ạ. Dám vào ăn trộm. Hư thật. Bọn này hư thật, dám vào ăn trộm của mình. Đây không, hình mặt người này chỉ là chăm bón hộ đấy các bạn ạ. Chăm bón hộ cũng được để giúp cho mình lên level. Sau này chả biết mình lên level nhiều rồi thì có cần chăm hộ nữa không. Nhưng mà bây giờ là cần phải chăm hộ các bạn ạ, để lên level. Chăm hộ là vì mình chứ không phải vì bạn đâu các bạn ạ. Đấy. Chứ của tôi còn chưa xong, hơi đâu thì hộ công. Đúng không? Chả qua nó tốt cho mình là chính. Phải mình hết sức thẳng thắn các bạn ạ. Không có nói dối. Cái gì cái như lát này. Vì mình cũng phải đầu tiên. Thôi hết rồi. Đúng không? À mình phải trồng cây đó. Vào cửa hàng đổi tí hột cà chua đi. Vì quà cà chua thì nó vẫn ngon mà. Này, lên level 4 nó đổi được khoai tây này. Nào thì đổi. Đổi ít hột này. Hết cả ớt rồi à. Chả nhẽ mình lại phải đi trồng ớt à. Đâu rồi. Item. À đây 11 cái thì thoải mái. Đúng không. Đấy. Bấm vào ruộng. Bấm cái. Bấm ruộng. Bấm cái. Bấm ruộng. Bấm cái. Bấm ruộng. Bấm cái. Rồi, trồng cây này hình như là 5 tiếng hay sao rồi các bạn. Không nhớ 5 tiếng hay 6 tiếng là thu hoạch được. Thôi, cái này tính sau nhá. Đấy, ví dụ thế. Ví dụ các bạn, thay vì chăm bón thì sẽ là cướp bóc này, đúng không? Cướp bóc nó hiện hình bàn tay sẽ là cướp. Rồi, quay mèo ơi. Làm phép, làm phiếc thì cũng xong rồi. 40.000, hy vọng này là khoảng độ 16-20.000 là thơm mồi. Mấy mốc đầu này thì cũng không quan trọng lắm. Nó muốn ra bao nhiêu thì nó ra, đúng không? Quan trọng bắt đầu từ cái mốc 5.000 đi các bạn ạ. Là hơi bị mệt đấy. Mấy mốc này cùi ghê. Tao bảo mày muốn ra này họng ra nó bựa thật các bạn ạ. Đúng không? 2.000 lên 2.004 em thua gì. Nào 5.000 lên 5.009 à. Bình thường thế nhỉ. Rồi căng này các bạn này. Mấy mốc này mà không ra gì là không thể quay được full mèo đâu. Đúng không? Tháng trước mình đã hiện rồi. Úm ba la xìu gà Yamaha 10 đến 14.000. Tạm chấp nhận đấy nha, tạm đấy nha. Nhiều ông tôi biết là lên 16-17.000 đấy. Vớ vẩn đâu, đúng không? 23 mốc này ngon các bạn này. Tối đa lên được 37. Càng ấy, nhiều ông là lên được 30.000 luôn, đúng không? Lên hẳn 31.000 đi nào. Úm ba la chứ 26-27.000 là nhọ đấy. 25.000 vãi cả trường. Vãi cả trường, tháng này ăn hành no rồi. Vãi cả trường, còn cách tới tận 8.000 kim cương. Khỉ gió nhà nó, sao mình lại nhỏ thế nhỉ? Tháng trước thì hên ơi là hên. Một tháng này thì như thế này thì ăn thua gì? Thôi không đùa được anh em nhá. Lấy lốt trong túi đồ rồi nhá. Chưa chắc đã đủ vãi cả trường. Mình căn cái thế mà vẫn trượt à? Tởm lợm thật con mèo tháng này. Mèo tháng trước thì siêu ngon các bạn ạ. Mèo tháng này khố rách áo ôm rồi. Kim cương của tôi đâu? Đúng mà không được bao nhiêu đâu các bạn ạ. Phá cả trường luôn. Phá sản với con mèo này. Vẫn không đủ.
Thôi hỏng ơi, hỏng 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 clip ơi. Mình nhà đình mình quay vào phun mốc không thể tin tưởng nổi đúng không? Ủ một đống kim cương ở bên trong rồi, mẹ mà vẫn thiếu. Bọn này chế biến kém thật. Thôi thôi, hỏng 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 hết cả xô tre ơi, đúng không? Mình là 53.000 đây, nó yêu cầu là 55.000 cơ mà. Đấy là mình tính ở phần lẻ đấy nhá. Vì phần lẻ của nó cũng là 800 hay 700 đấy cơ mà, đúng không? Thiếu 2.000, 5 ngày. May quá, 5 ngày là vẫn đủ đấy các bạn ạ. Mình cần 3 ngày là đủ thôi. Mỗi ngày nhịn nhịn một tí là được, đúng không? Hội đành thế vậy các bạn nhá. Khỉ do nhà nó, đúng không? Khỉ do nhà nó. Cay thật, đúng không? Nguy hiểm phải, đúng không? Thôi rồi, tạm thời thế ra các anh em nhá. Còn vòng đua lêm lét thì chắc chắn là sẽ phải còn cần rất là nhiều thời gian. Vì tổng thời gian của nó là gần 5 ngày cơ mà, mới kết thúc cơ mà, đúng không? Nên mà bây giờ thì vừa mới có vòng đua được có hơn tiếng thôi. Nên là rất là nhiều ông ở dưới cũng chưa biết đâu. Suy nhận mình đua 20 điểm để test xem tiêu kim cương có đúng không này. Nhưng mà đúng là tiêu kim cương thật các bạn ạ, đúng không? Đấy. Sao thì rùa mình ngó qua tí nhá. Ngó qua tí xem trong top 20 này xem có ông nào chơi không. Ngó qua tí ấy. Top 20 xem có ông nào chơi không. Ghê nhè, anh tốt 37 thôi cơ à. Bọn này ghê thật. Ngoài gót thì chắc không chơi rồi, đúng không? Mà cũng không biết được. À ừ đúng rồi, ông chơi sáng thì gấu này, chơi gì rùa, đúng không? Chơi gì rùa. Solomon. Đây này, ông này mới lại chơi sáng thì rùa các bạn này. À đâu nhưng ông này cũng có ăn hay heo, đúng không? Cũng có ăn hay heo. Mình cũng không hiểu luôn. Cũng có ăn hay heo. Ba con rùa rồi. Mà đang là sáng thấy rùa rồi các bạn này. Nếu mà lấy về thì thay ai? Thay Anis mất hạt nhân. Thay Axi bỏ từ chất 15 à? Không cứ đùa. Căng nhè. Bỏ Rugo à? Bậy. Rugo đi cùng ăn hay heo. Cái gì nhỉ? Phun nộ đợt 1. Đúng không? Rùa mà là gấu. Gấu là rùa. Còn chơi cái thằng bỏ thằng Zero thì cũng hơi phí nhè. Chắc là bỏ Zero. Mình đoán xe bỏ Zero. Được, một con rùa này, đúng không? Nếu có Phương Kem này nữ rùa. Bậy, đúng không? Bậy. Phương Kem mới thay Kasumi vào và các bạn ấy chắc chân top 3, đúng không? Thật sự không muốn nói mà ngưỡng mộ ấy các bạn ạ. Biết thế mình bỏ sư con Omega sai lầm luôn. Omega Google, đúng không? Thì đó này, 6 sao, 2 con 6 sao rồi các bạn ạ. Ngon vai, đúng không? 2 con tư chất 6 sao rồi, ngon vai. Mr. Triton đó, đúng không? Lãnh đạo nhà lãnh đạo cải cách đây, sáng thế hổ rồi, khỏi bàn. Ông này đuổi qua sáng thế rùa cho thêm tiền luôn, đúng không? Đây là tứ hồn hổ, đúng không? Không hiểu, mình không hiểu luôn. Này tứ hồn các bạn nha, tứ hồn. Ông này cho thêm tiền cũng dám đuổi sang hổ. À đuổi sang rùa. Ông này thế, ông này tứ hồn này, kẹp cả a đéo. Mấy ông này lắm chuyện thật. Đây là cái gì nhỉ? Lữ Long Hổ Môn thì cầu trời loạn hết cả lên, đúng không? Ông này tứ hồn rồi, tứ hồn này có ăn heo lạ lắm. Ông chơi tứ hồn ăn heo ghê nhỉ. Lại được ông này ông cực kỳ vip, cực kỳ cao này. Mình không biết vip mấy mà vip cao lắm. Đấy, ven con papi này không hiểu cái ông này là người nước ngoài này. À, đội hình đang là chẳng thấy hổ thiếu hạt nhân, đúng không? Chung với ông này chơi lung tung lắm, ngoài chơi ba lăng nhằng lắm các bạn ạ, ngoài chơi ba lăng nhằng lắm. Đấy, không hiểu luôn. Gucci đấy, đợt trước thì mình bảo ngày xưa thì bọn ông ấy bỏ ác mất một thời gian, không chăm chút cẩn thận thì tụt top. Về tay ông ác mới biết chơi cái, các bạn nhìn thấy lại top ngay, đúng không? Rồi mình thì top bao nhiêu rồi. Rồi xóa alpha beta này. Ông này không ăn hổ được, đúng không? Ông này đang là gấu hoặc là hổ rồi. Ông này gấu hổ rồi. Lắm ông chơi lai căng nhè. Rắn hổ gấu thuần gọi này. Uy lực cao vãi, đúng không? Cao hơn mình là cao rồi. Cuối cùng ông Zero xem nào. Rắn ám à? Không, ông lại lung tung cái công chơi hại não thế nhở. Cái xe vừa này chơi hại não ghê. Bò bê các bạn này. Đây là tứ hồn. Rồi ok, như vậy là chắc là chỉ có 1-2 người rồi các bạn ạ. Thôi, tạm thời thế là các anh em nhá. Cậu mình nháy suốt từ lấy giờ rồi, đúng không? Mình vào làm việc tí. Các anh em đừng quên tối nay live stream với nhá. Có live lủng đàng hoàng tử tế nhá. Ok, hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo.